Sáng ngày 23 tháng 10 năm 2022, nhằm ngày 28 tháng 9 năm Nhâm Dần, Phân ban Gia đình Phật tử huyện Núi Thành đã tổ chức lễ truy thăng cấp tiến cho huynh trưởng Duẩn Ân Trần Tài Ấn, sinh năm 1954, mất năm 2021, nhân lễ tiểu tường cố huynh trưởng. Buổi lễ được tổ chức tại tư gia cố huynh trưởng Duẩn Ân Trần Tài Ấn, thôn Hòa Mỹ, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, với sự chứng minh của Đại đức Thích Quảng Hiền, Ủy viên Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam, Phó Ban trị sự kiêm trưởng ban hướng dẫn Phật tử Phật giáo huyện Núi Thành và sự tham dự của Ban cố vấn, Phân ban Gia đình Phật tử huyện, các huynh trưởng và đoàn sinh. Sau khi niệm Phật cầu gia hộ, lễ đoàn của Gia đình Phật tử, huynh trưởng Phạm Viết Định, Nhuận Việt, cố vấn Gia đình Phật tử huyện Núi Thành đã cung tuyên tiểu sử cố huynh trưởng Nhuận Ân Trần Tài Ấn, ôn lại quá trình sinh hoạt và cống hiến của anh cho Gia đình Phật tử huyện Núi Thành và Gia đình Phật tử An Long. Trong niệm kính tiết dành cho thế hệ đàn anh đã hy hiến cuộc đời mình cho lý tưởng áo lam, đại diện Gia đình Phật tử An Long đã dâng lời tưởng niệm, nguyện theo dấu chân anh tu tập và phục vụ Gia đình Phật tử Việt Nam. Huynh trưởng Huỳnh Văn Hữu, chúc thân, trưởng Phân ban Gia đình Phật tử huyện Núi Thành đã tuyên đọc quyết định số 260/QĐ-BTS ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam về việc truy thăng cấp tiến cho huynh trưởng cấp tập Duẩn Ân Trần Tài Ấn. Trước bàn thờ chân linh cố huynh trưởng, Đại đức Thích Quảng Hiền, trưởng ban hướng dẫn Phật tử Phật giáo huyện Núi Thành đã đặt huy hiệu hoa sen, phù hiệu cấp tiến và trao quyết định truy thăng đến gia đình cố huynh trưởng. Tiếp đến, Đại đức có lời đạo từ đến gia quyến, toàn thể huynh trưởng và đoàn sinh tham dự. Đại đức chia sẻ sự mất mát một người chồng, một người cha đối với gia đình, tán thán công đức của cố huynh trưởng đã một đời cống hiến tâm lực, sức lực xây dựng Gia đình Phật tử huyện Núi Thành nói chung và Gia đình Phật tử An Long nói riêng. Đại đức mong muốn các huynh trưởng và đoàn sinh noi theo tấm gương phụng sự của cố huynh trưởng Duẩn Ân Trần Tài Ấn để phát huy sức mạnh cùng xây dựng Gia đình Phật tử huyện Núi Thành ngày một phát triển. Mặc dù hôm nay đã trải qua một thời gian dài, một năm, nhưng mà cái ân tình của chồng của cha quý vị sẽ mãi mãi không bao giờ phai được. Và hy vọng rằng cái hình ảnh của một người huynh trưởng, một người bác gia trưởng mãi mãi là một hình ảnh đẹp đối với gia đình, đối với Gia đình Phật tử huyện Núi Thành nói chung và đối với Gia đình Phật tử An Long nói riêng. Cuối buổi lễ, toàn thể huynh trưởng và đoàn sinh tham dự đã làm lễ tưởng niệm, tụng thời kinh cầu siêu, nguyện cầu hồng ân tam bảo, gia hộ chân linh cố huynh trưởng Duẩn Ân Trần Tài Ấn siêu thăng lạc quốc.